Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với khóa học tiếng Trung dành cho người mới bắt đầu cùng Trung tâm Ngoại ngữ Amanda. Hôm nay thì chúng ta sẽ học bài số 6, xiang jiao tuo shao qian yi jin, chuối bao nhiêu tiền một cân. Đầu tiên thì chúng ta sẽ sang phần từ vựng. Từ số 1 mà chúng ta sẽ được học đó là từ yao. Từ số 1, yào. Từ này chúng ta sẽ chia làm hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, nó sẽ đóng vai trò là trợ từ. Trường hợp thứ hai, đó là đóng vai trò là động từ thường. Nghĩa của nó có nghĩa là muốn, cần, phải. Đầu tiên với vai trò là trợ động từ, cô giáo sẽ phân tích rất là rõ cho các bạn luôn. Trường hợp 1 với vai trò là trợ động từ, nhá, giao với vai trò là trợ động từ thì thường nó sẽ đứng trước một động từ. Sẽ đứng trước một trợ động từ. Cô giáo ghi lại các bạn. Vai trò là trợ động từ thì nó sẽ là giao cộng với động từ, tức là muốn làm gì đó. Muốn làm gì đó các bạn nhé. Muốn làm gì đó, ví dụ tôi muốn đọc sách. Của yào của yào khản su. Của yào khản su. Trường hợp thứ hai, câu ví dụ thứ hai chúng ta sẽ có là gì đây? Tôi muốn đọc sách này, tôi muốn ăn cơm. Của của yào động từ shì fàn. Ok, của yào shì fàn, của yào shì fàn, tôi muốn ăn cơm. Trong trường hợp này, nếu yào là một trợ động từ đứng trước một động từ thì các bạn phải nhớ thật kỹ cho cô giáo, đó là khi phủ định của nó, phủ định của nó trong trường hợp 1 sẽ là u xiǎng. Chúng ta ghi rõ nhé, phủ định của yào trong trường hợp này, đây, cô giáo ghi ở đây đó là thể khẳng định, được chưa? Rồi, trong trường hợp này thì thể phủ định của nó sẽ là u xiǎng cộng động từ. U xiǎng cộng động từ, không muốn làm gì đó đúng không? Rồi, u xiǎng cộng động từ là tôi không muốn làm gì đó, nhớ nhá. Vậy chúng ta sẽ ghi ở đây là lấy hai ví dụ trên là của yào khan su. Như vậy nếu như phủ định của nó sẽ là của bù xiǎng khan su. Không biết các bạn có nhìn thấy không nhỉ? Viết bé có nhìn thấy không ạ? Của bù xiǎng khan su. Trường hợp thứ hai, với ví dụ thứ hai đó là của ví dụ thứ hai là của yào chi fan, tôi muốn ăn cơm. Như vậy trường hợp này nếu phủ định của nó sẽ là của bù xiǎng chi fàn. Nhớ nhá, của bù xiǎng chi fàn, tôi không muốn ăn cơm. Các bạn ơi, trong cái trường hợp yào là trợ động từ mà chúng ta lại dùng phủ định là bù xiǎng á, nếu các bạn mà dùng là bù yào, các bạn chú ý cho cô giáo,
Trong trường hợp này, nếu các bạn dùng cú giò nhá, cú giò, ok, các bạn dùng là cú giò cộng với động từ. Nhớ này, cú giò mà cộng với động từ tức là đừng làm gì đó. Đừng làm gì. Đó, được chưa? Cú giò cộng động từ tức là đừng làm gì. Nghĩa là nhỉ? Ví dụ như cú giò什么? Cú giò khan su, vẫn là cái câu đấy đúng không? Cú giò khan su. Ok, đừng đọc sách, đừng đọc sách nhé. Cú giò khan khan su. Rồi, lại ví dụ tiếp theo là cú giò chi fan. Cú giò chi fan. Bú giò chi fan, đừng ăn cơm, nhớ nhá. Ủa bú xẻng khan su, tôi không muốn đọc sách. Ủa bú xẻng chi fan, tôi không muốn ăn cơm. Nhưng nếu chúng ta dùng bú giò thì tức là bú giò khan su, tức là đừng đọc sách. Bú giò chi fan, đừng ăn cơm, nhớ chưa ạ? Đây là cái sự khác biệt giữa đó nhá. Ok, nào, bây giờ chúng ta sang tiếp theo nào. Nếu như trong trường hợp này nó mà có gì nhỉ? Có thể khẳng định, thể phủ định. Thế nếu mà thể nghi vấn của nó thì sẽ là gì các bạn ơi? Chúng ta sẽ thêm gì vào nhỉ? Nếu mà thể nghi vấn của nó chúng ta sẽ thêm gì vào nhỉ? Chúng ta sẽ thêm từ mà vào cuối câu. Cô giáo xin phép phá này đi nhé. Đây là thể nghi vấn nào. Thì chúng ta sẽ có là gì đây? Mà, được chưa ạ? Ví dụ như là nǐ nǐ yào chí fān mà, nǐ yào chí fān mà 是什么意思呢? Bạn muốn ăn cơm à? Bạn muốn ăn cơm phải không? Nhớ nhá. Đó. Ví dụ thứ hai, từ cái câu của yao khan su thì chúng ta sẽ đổi thành gì nhỉ? Nǐ, đúng không? Yao, của đổi thành nǐ mà đúng không? Của yao khan nǐ yao khan su ma nhá. Nǐ yao khan su ma, bạn muốn đọc sách à? Bạn muốn đọc sách không? Đó. Đây chính là thể nghi vấn của nó nhá. Để chúng ta có là thể khẳng định, thể phủ định và thể nghi vấn. Trong thể phủ định thì không dùng cú giò mà dùng bù xiǎng. Dạ, nhớ ghi rõ là trường hợp 1 đấy nhá. Trường hợp 1 với vai trò là trợ động từ. Rồi, các bạn ghi lại cho cô giáo. Trường hợp số 2, cô giáo xin phép xóa đi nhé. Trường hợp số 2 của chúng ta là gì đây? Trường hợp số 2, giao là một động từ thường. Là động từ thường. Khi nó là một động từ thường thì nó sẽ ở trạng thái như sau. Nó sẽ là giao cộng với danh từ như bình thường. Danh từ này cũng có thể là một cụm danh từ nhé. Nào, chúng ta xem ở thể khẳng định, đúng không ạ? Rồi, cô xóa này tiếp nhé. Nào. Ta yao, bình quả.
他要苹果。Anh ta muốn táo. Ta yào pín quả. Pín quả là táo nhé. Ta yào pín quả. Linna là ai? Đọc bằng nhuận. Ai nhớ từ Linna là gì không? Rồi, Linna. Được bảo. Yào. Y bẩn Han Yu Su. Linna yào y bẩn Han Yu Su. Linna là gì nhỉ? Là Linna nhé. Linna yào y bẩn Han Yu Su. Dạ. Rồi, Linna muốn một quyển sách tiếng Hán. Đây là thề khẳng định của nó. Thể phủ định của nó thì cũng vì nó là động từ thường cho nên thể phủ định của nó rất đơn giản, nó sẽ trở thành ú yào nhá, nó sẽ là ú yào cộng với danh từ. Ví dụ, của ú yào pín của. Rồi, 我不要苹果。À, mới vào một từ đầu tiên mà chúng ta đã học rất là nhiều đúng không? À, nhưng mà cái này nó là cần thiết nha. Để về sau các bạn sẽ không phải thắc mắc tại sao nó lại như vậy, thấy chưa ạ? 我不要苹果, tôi không cần táo, tôi không muốn táo, chẳng hạn vậy. À, tiếp theo là Lín là Linna, bố Linna, bố yào Han Yu Su nhá. Rồi, Linna, bố yào Han Yu Su. Linna không cần sách Hán ngữ, được chưa ạ? Và nếu như là câu nghi vấn, rồi nếu như là câu nghi vấn thì sao nhỉ? Câu nghi vấn thì chúng ta sẽ ở trạng thái nào đây? À, cô giáo xóa bên này đi nhá. Chúng ta thêm gì vào? À, thêm ma vào cuối câu đúng không? Rồi, chúng ta sẽ thêm ma vào cuối câu nha. À, một cái từ đầu tiên bằng ngữ pháp thì rất là nhiều đúng không ạ? Nhớ. Ừ. À, 你要苹果吗? 你要苹果吗? Nghỉ vào pink của má. Bạn muốn táo à? Đúng không? Bạn muốn táo à? Câu kia thì chúng ta sẽ đổi là gì nhỉ? Lín na. Yao Han Yu Su ma, đúng không? Han Yu Su ma. Ừ. Nhá. Linna yao Han Yu Su ma. Linna muốn sách Hán ngữ à? Được chưa? Đây là câu nghi vấn, đây là câu phủ định. Rồi, vậy là hai trường hợp của từ yao, cô giáo đã phân rất là kỹ cho các bạn. Thì các bạn chỉ cần về ôn tập lại là các bạn sẽ nhớ nhé. Và tại làm sao mà cô giáo phải phân như vậy? Bởi vì là chúng ta sẽ sang cái từ thứ hai và cũng rất là dễ nhầm lẫn. Cho nên là các bạn chỉ cần dựa trên những kiến thức mà cô giáo dạy các bạn. Sau đó thì các bạn sẽ biết là cái sự khác biệt của chúng như thế nào. Bây giờ thì chúng ta sẽ sang từ số 2. Nào, chúng ta sẽ sang từ số 2 nha. Đó là từ xỉa. Xiang. Rồi, xiang. Xiang này các bạn sẽ hiểu cô giáo
nó cũng có thể chia làm trợ động từ và động từ thường. Thì đầu tiên với vai trò là trợ động từ, cô cũng sẽ ghi vào đây. Nó có ba nghĩa như sau nhá, có ba nghĩa như sau. Thì cô sẽ ghi ở trường hợp 1. Trường hợp 1, xiảng là trợ động từ. Chúng nó nếu mà đóng vai trò là trợ động từ, thực ra thì cái loại là trợ động từ đa phần đều là động từ năng nguyện, đúng không? Động từ năng nguyện, trợ động từ. Nó sẽ cộng với một động từ. Nhá, nó cộng với một động từ như thế này. Rồi, trợ động từ cộng với động từ. Nào, bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào vai trò của nó. Ok, trợ động từ cộng động từ nào. Hình thức khẳng định, chúng ta sẽ có xiảng cộng với vâng, muốn làm điều gì, mong muốn làm điều gì, thể hiện nguyện vọng này, mong muốn làm gì đó, đúng không? Thế thì cô giáo lại nhắc một chút xíu, cái từ giao á cũng là vai trò là trợ động từ cộng với động từ. Thì giao mà cộng với động từ cũng là muốn làm gì, xiềng cộng với động từ cũng là muốn làm gì, vậy chúng khác nhau ở chỗ nào? Thì cô nhắc nhở các bạn một chút xíu, đó là xiềng cộng động từ mong muốn làm gì thì thường nó chỉ là thể hiện một cái mong muốn thôi, làm có thực hiện hay không đấy là chuyện của người ta. Ví dụ cô giáo là tôi muốn có thật nhiều tiền, đúng không ạ, tôi muốn có thật nhiều tiền, nhưng mà cái việc mà tiền nhiều tiền ít đấy thì thực ra là cũng không biết nó như thế nào, đúng không? Thế cho nên là cái từ này nó chỉ là thể hiện mong muốn một cách đơn thuần. Còn từ giao cộng với động từ nó là muốn làm gì và chắc chắn sẽ làm việc đó nha. Giao cộng động từ là muốn làm gì và sẽ làm cái việc đấy luôn và sẽ thực hiện điều đấy, hiểu chưa ạ? Đấy là sự khác biệt. Một cái chỉ đơn thuần là mong muốn thôi, làm cũng được, không làm cũng không sao. Còn một cái là bắt buộc sẽ làm, chắc chắn sẽ làm. Đấy là cái sự khác biệt giữa từ xiềng động từ và từ giao động từ ở đây nhá. Giờ cô nói này, vào đây chúng ta sẽ nói như sau đây. Chúng ta lấy ví dụ đây nào. Thể khẳng định nào. Cô ấy muốn đi Trung Quốc du học. Cái mong muốn đấy đúng không? Cô ấy là tha muốn là xiang đi truy Trung Quốc, Trung Quốc, đúng không? Trung Quốc. Du học. Liu xue. Dạ. Tha xiang đi Trung Quốc liu xue. Tha xiang 去中国留学。 Cô ấy muốn đi Trung Quốc du học, được chưa? Trường hợp thứ hai, không phải trường hợp thứ hai mà là ví dụ thứ hai thì sao nhỉ? Lấy một ví dụ thứ hai thôi mà. Tôi muốn mua ô tô đi, tôi muốn mua ô tô thì sẽ là 我, đúng không? 我 想, có tiền thì mua ô tô thôi đúng không? Có tiền chúng ta sẽ mua ô tô nhỉ? 我想买 xe chơ. 我想买 xe chơ. Tôi muốn mua ô tô. Trời ơi, cái giờ mình không có tiền nhưng mà mình cứ ước thôi, đúng không ạ? Cứ thể hiện mong muốn thôi. Đợi có tiền rồi mua cũng được, đúng không? 我想买汽车. Đó. Tôi muốn mua ô tô. Đây là vai trò của nó ở câu khẳng định nhá. Câu phủ định của nó thì sao nhỉ? Thêm phó từ phủ định vào, đó là từ bù. Chúng ta sẽ có bù gì đấy? Bù xiảng. Bù xiảng cộng động từ cộng với tân ngữ nếu có, đúng chưa? Nào. Tha bù xiảng truy
Trung Quốc. Ta bù xiang chí Trung Quốc. Liu xuế. Ta bù xiang chí Trung Quốc liu xuế. Cô ấy không muốn đi Trung Quốc du học. Các bạn lấy, cô giáo sẽ lấy những cái ví dụ ban đầu mà cô giáo đang lấy rồi đấy. Xong đó các bạn chỉ cần, đấy các bạn sẽ không quên nha. Chí Trung Quốc. Hy vọng là các bạn viết chữ thật là đẹp nhá. Chữ cô giáo có không được đẹp thì các bạn đừng có chê. Ok, là tôi muốn mua ô tô thì bây giờ chúng ta phủ định điều đấy đi, là tôi không muốn mua ô tô sẽ là 我不想, đúng không ạ? 我不想, 我不想买. Xe chơ, wǒ bù xiǎng mǎi qì chơ. Tôi không muốn mua ô tô. Rồi, wǒ bù xiǎng mǎi qì chơ. Tôi không muốn mua ô tô nhá. Còn nghi vấn thì sao nhỉ? Nghi vấn thì chúng ta thêm từ mà cuối câu nhá, chúng ta thêm từ mà cuối câu, thêm từ mà cuối câu, rồi thêm từ mà cuối câu nào, vẫn là xiảng, cộng động từ, cộng tân ngữ nếu có, và cộng với mà. Rồi được chưa ạ? Sẽ là tha xiảng chí Trung Quốc liu xuế ma. Ta xiảng chí Trung Quốc liu xuế ma. Cô ấy muốn đi Trung Quốc du học à? À, cô giáo viết phiên âm ra cho các bạn nhé. Mọi người không có bỡ ngỡ với nó. Cái từ nào mà các bạn thấy nó mới thì các bạn cứ chấp nhận như vậy nha. Vì chúng ta sẽ có học mà cô chỉ mượn cái từ đấy để cô đặt câu thôi nhá. Tha xiảng chí Trung Quốc liu xuế ma. Cô ấy muốn đi Trung Quốc du học à? Câu thứ hai đó là nǐ, đúng không ạ? Nǐ xiǎng mǎi. Nǐ xiǎng mǎi qì chè ma? Xiǎng á, đúng không? Nǐ xiǎng mǎi qì chè ma? Bạn muốn mua ô tô à? Nǐ này, nǐ này, nǐ xiǎng mǎi là 3 thanh 3 nhé. Nǐ xiǎng mǎi qì chè ma? Bạn muốn mua ô tô à? Được chưa ạ? Muốn thì nói muốn thôi đúng không? Trả lời nào nhỉ? Tôi xiáng mải á. Tôi xiáng mải. Tôi muốn mua. Không muốn mua thì là tôi bù xiáng mải. Đúng bà. Đây là chúng ta vẫn dựa trên cái câu trả lời yes or no trong giống tiếng Anh đó. Vậy là cái từ xiáng của chúng ta trong cái trường hợp đóng vai trò là trợ động từ đã xong nha các bạn. Có vấn đề gì thì các bạn nhớ đánh giá ở phần comment để cô giáo biết, rồi cô giáo sẽ trả lời mọi người nha. Vậy là rất là rõ ràng đúng không ạ? Khá là rõ ràng luôn ạ. Cái này mà còn không rõ được cô cũng chịu luôn đấy. Ok. Nào, chúng ta sang phần số 2. Chúng ta sang trường hợp số 2. Trường hợp số 2 thì thật ra xiảng chúng ta nghĩ nó là một vài, nó chỉ là một cái gì thôi. Nó là một cái động từ thường thôi nhé, động từ thường thôi. Trường hợp 2, xiảng với vai trò là một động từ thường. Thật ra nếu nó đóng vai trò là động từ thường thì thực ra nó cũng rất là dễ. Thì khi mà nó đóng vai trò là động từ thường thì cái nghĩa của nó sẽ là nhớ ai đó, hoài niệm ai đó, nhớ ai đó hoặc là nghĩ về điều gì đó. Đấy. Đây nó thể hiện hai cái nghĩa, mấy cái nghĩa này. Rồi thì bây giờ chúng ta xem nào, nó thể hiện cái điều này. Ví dụ trường hợp thứ nhất,
cũng dựa trên cái gọi là khẳng định rồi phủ định nghi vấn thì cô sẽ không đưa cái đấy ra, vì là các bạn cũng hiểu khẳng định thì là không thêm cũng bình thường thôi đúng không, còn phủ định thì thêm bu đằng trước, còn nghi vấn thì sẽ thêm ma cuối câu. Để cô lấy ví dụ bình thường thôi này. Có một cái bài hát rất là hay, các bạn có thể lên tra nhá, đó là Ủa, 我好想你 rồi 我好想你 anh rất nhớ em, hay là anh hoặc là em rất nhớ anh, đấy là tùy theo cái đối tượng nói là nam hay là nữ đúng không. 我好想你 rồi anh rất nhớ em rất nhớ anh. Đây là một cái bài hát trong bộ phim Xiao Shi Dai, Tiểu Thời Đại nhé. Mọi người có thể lên trên YouTube để các bạn tra cái bài này nhé. Tiểu Thời Đại, Xiao Shi Dai có bài hát 我好想你 好想你 đó. Đấy, các bạn có thể lên đấy tra để nghe, bài này khá là hay luôn. Rồi, 我好想你 anh rất nhớ em rất nhớ anh đúng không ạ? Đấy là từ nhớ nghĩa đây, hoặc là đi xa rồi, trời ơi đi xa xong rồi không ở gần cha gần mẹ hay là nhớ nhà lắm đúng không? Sẽ là Tha hẳn xiǎng jiā. Tha hẳn xiǎng jiā. Cô ấy rất là nhớ nhà đúng không? Tha hẳn xiǎng jiā. Tha hẳn xiǎng jiā. Cô ấy rất nhớ nhà. Rồi, nào, thế anh nghĩ thì sao? Đây là với vai trò là nhớ rồi. Bây giờ nghĩ với cái nghĩa là nghĩ nhỉ? Có một cái câu mình cũng hay dùng đó. Hai câu là gì nhỉ? Rồi. Khi mà chúng ta đưa cho người ta một cái lựa chọn hay một cái điều gì đó và họ không thể quyết định ngay lúc bấy giờ thì họ sẽ nói là Rang wo xiang yi xiang. Để tôi nghĩ lút nữa, đúng không? Để cho tôi nghĩ một chút. Rang wo xiang yi xiang. Rồi. Nhá. Rang wo xiang yi xiang, được chưa ạ? Rang wo xiang yi xiang, để cho tôi nghĩ một lát đúng không ạ? Nếu chúng ta gặp phải trường hợp là gì nhỉ? Có những cái vấn đề mà chúng ta không thể quyết định ngay lúc đấy, vậy thì chúng ta sẽ bảo với cái người kia là để cho tôi nghĩ một lát nhé. Rang wo xiang yi xiang, để tôi nghĩ đã đúng không ạ? Đây là toàn bộ cái trường hợp 2. Các bạn nhìn này, nhớ nghĩ được chưa? Nhớ cái bài hát của cô giáo bảo nha, có thể về nghe. Đây là thuê xem cái nỉ mần thi y sổ cơ y sổ trung huấn cơ chính họ thiên ngợ hả, rất là dễ nghe nhá. Nào giờ chúng ta sang từ số 3. Từ số 3 là từ suy yào. Cô giáo có cảm giác cô mà dạy cái này xong các bạn bảo ôi khó quá là thôi cô xong đấy. đừng ngại khó nha. Suy yào. Bởi vì thực chất là nó khá là dễ, kiểu các bạn chỉ cần nhớ cái cách cái cách của nó thì là chúng ta sẽ thấy là nó khác nhau chỗ nào đó đúng không, khá là dễ dàng. Cần. Rồi, suy yao có nghĩa là cần. Vậy các bạn nhìn này, nhìn suy yao với yao cũng thấy giống nhau đúng không? Vậy suy yao với yao khác nhau chỗ nào? Đấy, ba từ đầu tiên đã là một cái cú khá là sốc đúng không ạ? Nhưng mà bắt buộc phải học thôi, bởi vì là khi chúng ta sử dụng thì chúng ta phải biết phân biệt sự khác biệt của nó là như thế nào, giống nhau ra làm sao, và chúng ta phải biết cách ứng dụng nó nha. Rồi, thực ra thì từ suy yao với từ yao nói chuẩn ra thì nó cũng như nhau thôi, nhưng nó có một sự khác biệt nhẹ nhẹ. Nhẹ ở chỗ nào đây? Đó là suy yao thì mang tính khách quan, còn yao thì mang tính chủ quan. Cô giáo sẽ đưa ra một cái ví dụ đơn giản cho các bạn. Ví dụ như nào nhỉ?
À, cái này hơi khó, à, cái này không phải là khó mà ở đây có xuất hiện vài từ vựng mới. Thế cô giáo cứ đưa vào đây cho các bạn à, để về sau các bạn học thì các bạn biết thôi nhá. Cứ đưa trước đi. À, 我需要你帮忙, đúng không? ...我需要你帮忙. Có thể mình chưa quen với chữ mặt chữ chẳng hạn. Vậy thì các bạn nhớ cho cô cái ngữ âm của nó, phiên âm của nó nhé. 我需要你帮忙 tức là tôi cần bạn giúp đỡ. Tôi cần bạn giúp đỡ. Trong cái trường hợp này cô giáo sẽ ghi ra cho các bạn lý do. Nó khác chỗ nào đây? Đây là cô đang phân biệt 需要 và 要 nha. 我需要你帮忙, tôi cần bạn giúp đỡ, tức là tôi không còn cách nào khác nữa rồi, tôi cần đến sự giúp đỡ của bạn. Tôi cần sự giúp đỡ của bạn. Tôi cần sự giúp đỡ của bạn vì không còn cách nào nữa. Vì không còn cách nào nữa, đúng không? Đây là cái sự bắt buộc, đúng không? Họ đã gặp đến một cái gì đó rất là khó khăn và họ không thể xử lý được nữa rồi, cho nên họ cần sự giúp đỡ của các bạn đó. Đấy là từ suy yao là như vậy, nhưng nếu chúng ta đổi thành từ yao thì nó lại nhẹ nhàng hơn này. Wǒ yào nǐ bāng móng. Nếu chúng ta nói ủa yao nǐ bāng móng thì cái câu này nó cũng chỉ đơn thuần là như này thôi. Nào, tôi cần bạn giúp, nhưng mà các bạn biết không, cái câu này còn có nghĩa là tôi cần bạn giúp vì tôi không muốn lạc, đơn thuần vậy thôi. Tôi không muốn làm nên bạn giúp tôi đi, kiểu vậy. Đó. Vậy là mọi người đã nhìn ra sự khác biệt giữa hai cái từ này chưa? Đúng không ạ? 我们说我们强调需要的时候，我们强调chúng ta nhấn mạnh từ suy yao á. Khi các bạn muốn nhấn mạnh điều gì đó thì các bạn dùng từ suy yao là hay nhất, đúng không ạ? Suy yao sẽ giấy bằng máng. Tôi cần ai đó giúp đỡ tôi, là nếu mà bạn đã không còn cách nào để giải quyết vấn đề đấy thì mà chỉ có thể là cái bạn đi giúp đỡ bạn thôi, thì bạn phải dùng từ suy yao cho mình. Còn nếu như trường hợp mà các bạn chỉ đơn thuần là thôi tôi không muốn làm nữa đâu, bạn đến giúp tôi đi ấy, thì chúng ta dùng từ yao là được nhá. Đấy là sự khác biệt giữa suy yao và từ yao. Và còn một cái điểm nữa, đó là từ suy yao còn có thể làm danh từ. Suy yao có thể làm danh từ. Đây là cô ghi ở đây là động từ, bởi vì trong bài hôm nay chúng ta học nó là động từ, nhưng mà cái từ suy yao này chúng ta còn có thể đóng vai trò là danh từ nữa. Ví dụ như là nǐ de xu yào chẳng hạn, nǐ de xu yào chúng ta cũng có thể nói như vậy nhé. Đây là động từ này, đây là động từ đúng không, vai trò là verb này. Còn nếu vai trò là danh từ thì nǐ de xu yào, đúng không? Chúng ta chỉ cần đưa thành một cái tổ hợp từ là được. Đó, nǐ de xu yào. Nhu cầu của bạn, đúng không? Nhu cầu của bạn. Nǐ de xu yào. 我满足不了 nǐ de xu yào 我满足不了, nhu cầu của bạn tôi đáp ứng không có được. đấy là từ xu yào nha. Vậy là nó khác biệt với từ yào, vậy thôi. Vậy là rất là đơn giản, đúng không các bạn? Chúng ta đã có từ yào, xiang và từ xu yào. Nào, từ số 4 mà chúng ta sẽ được học đến. Từ số 4, mải. Mua. À.
mải, được chưa ạ? Đây là mua, ví dụ là tôi muốn mua, thể hiện mong muốn bình thường thì là ủa xéo mải, còn chắc chắn mua thì là ủa giàu mải. Giao mại cà phê. Rồi, của giao mại cà phê. Tôi muốn mua cà phê. Được không? Khẳng định này. Phủ định. Phủ định của từ giao này, é mải là động từ này. Phủ định thì sẽ là gì? Wo bu xiang mai, đúng không? Wo bu xiang mai. Cà phê. Tôi không muốn mua cà phê. Tôi muốn mua trà chẳng hạn. Đó. 我不想买 cà phê. Nhá. Đó. Nghi vấn thì là 你想买什么? 你要买什么? Bạn muốn mua cái gì? Câu cửa miệng của tất cả những người đi mua hàng mà người bán hàng sẽ hỏi chúng ta. Nǐ yào mǎi shěme? Người bán hàng hay hỏi chúng ta câu này. Bạn muốn mua gì ấy? Wǒ yào mǎi cà phê, wǒ yào mǎi trà, tôi muốn cà phê, tôi muốn mua trà, đúng không? Mǎi. Đó. Nào, vậy cái từ trái nghĩa của từ mải sẽ là gì? Mai nha cả nhà. Mai nha. Mai. Bán. Bán. Từ mai khác với từ mải, các bạn nhìn không? Các tình yêu ơi, nhìn cho cô giáo. Khác nhau chỗ nào đây? Khác nhau cái chữ thập nha. Khác nhau bộ thập ở trên đây này. Được chưa? Rồi, bán. Ví dụ các bạn bán gì? Bạn bán gì? Thập này, sau đó là chữ mải. Rồi. Bạn bán gì là 你卖什么? 你卖什么? Rồi. Tôi không bán cà phê. 我 我不卖 cà phê. Tôi không bán cà phê. Rồi, tôi không bán cà phê, được chưa ạ? Đó. Nào, hê mải mai nghĩa là gì nhỉ? Ghép ra thôi, mua bán đúng không? Mua mải, mải bán, mua bán là mải mai. Ê, bây giờ mình cho nói là nhà tôi, bố tôi làm buôn bán, mua bán á, thì gọi là buôn bán á. Chúng ta sẽ có một cái cụm từ để cho các bạn biết nhé. Đó là cụm từ chua mải mải. Bố tôi, của bà bà, bài trước học rồi, của bà bà làm chua. Của bà bà chua mải mải. Của bà bà chua mải mải. Nhớ, bố tôi làm buôn bán, bố tôi làm mua bán. Buôn bán, mua bán đều được nhá. Bố tôi làm buôn bán đó, nó đấy. Cô giáo dạy từ vựng cho các bạn
trong sách giáo khoa bài số 6, nhưng mà cô giáo không dạy theo thứ tự, đúng không ạ? Thì các bạn chỉ cần nghe cô giáo nói thôi, sau đó các bạn biết vào, các bạn mua sách về để chúng ta làm bài tập và chúng ta học bài khóa nha, cái bài nội dung đó, bài hội thoại đó, nó rất là có ích cho các bạn. Còn cô giáo dạy từ vựng cho các bạn là cô giáo đưa ra các bạn, cô giáo giải thích từ và dạy các bạn cách đặt câu. Ok, tiếp theo đó là từ số 5. Từ số 5 của chúng ta đó là từ này này. Yến. Yến dễ. Yến. Người bán hàng nhá. Shop assistant. Người bán hàng. Yến dễ yến. Rồi. Yến dễ yến. Người bán hàng. Nào, đầu tiên, cái chữ yến này của chúng ta được tạo bởi bộ gì đây? Đây là bộ thảo đầu nào. Thảo. Tiếp theo. Bộ mịch nào. Bộ mịch này là trong mấy cái bài trước chúng ta có học rồi. Tiếp theo. Hai bộ khẩu. Khẩu lớn, khẩu bé. Khẩu bé, khẩu lớn, đúng không? Cái miệng, đúng chưa? Dễ. Một nào. Hai nào. Ba. Cô giáo viết từng nét cho các bạn viết lại cô giáo nha. Dễ. Đây là bộ nghiệp. Nghiệp trong nghề nghiệp á. Chữ số. Chữ số đừng trách. Cả nhà ơi, chữ số đừng trách. Chúng ta lịch sự tí nhá. Không, chữ cô giáo có số, các bạn đừng có chữ mới nè. Ok, đó là từ nghiệp nha. Yến dễ, yến. Bên trên cô giáo nói là bộ gì đấy? Yến, chúng ta có bộ khẩu đúng không ạ? Bộ khẩu. Tiếp theo đó là chữ bối. Bối, bộ bối. Bối là tài sản tiền bạc ấy. Đó. Vậy thôi, là ý dễ duyên. Đây là danh từ chỉ người, cho nên thường chúng ta có thể dùng danh từ chỉ người này với lượng từ cửa. Với lượng từ cửa. Với lượng từ cửa nào. Chưa cửa, đúng không? Chưa cửa. Yến. Chưa có yến dễ yến. Sư. Nì tờ. Thống xế mơ. Rồi, 这个营业员是你的同学吗? Câu này nghĩa là nhân viên người bán hàng này là bạn học của bạn à, được chưa ạ? Rồi, tiếp nào. Yến dễ yến chúng ta cũng phân nam nữ đúng không? Nam là gì nhỉ? Còn ai nhớ không nhỉ? Nam là nán nhỉ? Nán. Nào, nán có bộ điền. Điền, điền là vừa là ruộng ấy ạ. Đây là bộ lực. Nam thời xưa đều là những người có lực lượng, làm ruộng đúng không? Rồi, nán, vậy chúng ta có nán gì đây? Nán yến dễ yến.
nín ghề yuán là nhân viên bán hàng nam. Nữ thì là gì? Rồi, nữ sẽ là nữ. Dạ. Nữ bán hàng nữ, người bán hàng nữ, nữ yến dễ yến. Ví dụ như là cửa hàng bọn họ hay là công ty bọn họ đi. Cửa hàng bọn họ đi là tham mình công sư suy yào ý cửa nán yến dễ yến hớ ý cửa nữ yến dễ yến. Tham mình công sư, công ty họ nhá. Tham mình công sư, công ty họ, tham ân công sư, suy yào, suy yào ý cơ, nán yến dễ yến, rồi, ý cơ nữ yến dễ yến. Tha mân công sư suy yào ý cơ nán yến dễ yến ý cơ nữ yến dễ yến. Được chưa? Mọi người nhìn kỹ cho cô giáo nhé. Ok. Nào, công sư là công ty nhá. Đây, từ này là công sư nào. Tham mình công sư, công ty họ, suy yao cần ý cờ một nán yến dễ yến bán hàng nam, ý cờ nữ yến dễ yến một bán hàng nữ. Rồi, đó là từ yến dễ yến. Nào, bây giờ chúng ta sang từ tiếp theo, từ số 6. Bây giờ là liên quan đến các danh từ đi với các lượng từ nào trong tiếng Hán, thì cô xin phép đưa ra cho mọi người nhé. Cô xóa cái này đi nhé. Chúng ta sẽ có những từ nào vào 6 này thì thực ra nó có rất nhiều từ, nó cũng không có ít hơn tí nào đâu. Từ thứ nhất, tiên tử sứ điển. Rồi, tiên tử sứ điển. Tiên tử sứ điển đây ghi là gì đây? Từ điển điện tử. Kim từ điển, từ điển điện tử. Điện tử là từ tiên tử. Sứ điển là từ điển nhá. Các bạn nhìn cho cô từ tiên nào. Một nè. Đóng hết vào rồi mới kéo cái này ra. Tiền. Từ chữ các bạn biết rồi. Tiên tử là điện tử đúng không ạ? Điện tử. Nói là gì nhỉ? Tôi làm về mảng điện tử chẳng hạn. Ủa mẫn chùa tiên tử phong miên đó. Chúng tôi làm về phương tiện điện tử, cái máy móc điện tử. Sứ điển. Bộ ngôn. Ngôn này, học rồi. 1 2 Bộ khẩu là 3 mét nhớ nhá. Đó, ghép vào thôi. Sứ điển. Rồi, cái chữ bát bên dưới nhỉ cả nhà. Tiền này biết là gì không? Tiền này chính là
điển, ví dụ cổ điển, cú tiện, rồi sứ tiện, rồi sứ tiện, đều là danh từ hết nhé. Đó, ta viết như thế nào các bạn biết rồi đấy. Sứ điển, được chưa? Tiên tử sứ điển, từ điển, điện tử, từ điển, kim từ điển. Thế lượng từ của từ tiên tử sứ điển là gì nhỉ? Cái từ từ điển này trước chúng ta cũng học rồi nhỉ? Là phần đúng không? Để chúng ta sẽ có thế là. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ lấy ví dụ với nó nào. Tôi muốn mua một bộ từ điển điện tử. Thế là của yào. Đây bà. Của yào sao mà mãi. À, vẫn nhớ từ yào đúng không? Của yào mãi. Yí bù. Yí bù. Điện tử. Sứ điển. Tôi muốn mua một bộ từ điển điện tử nhá. Bộ, à từ bộ này. Bộ ở đây. Đây là một lập. Lập là đứng á. À, chúng ta xem nào. Rồi, lập. Tiếp theo là bộ gì đây? Bộ khẩu, cái miệng, không cần phải nói nữa rồi. Tiếp theo là bộ ấp. Được chưa? Đó, nhớ nhá. Đấy, chữ bộ được tạo bởi ba bộ này. 我要买一部电子词典. Ừ. Thế này nếu mà nói là bộ từ điển điện tử này bao nhiêu tiền thì nói như nào nhỉ? Bộ từ điển điện tử này bao nhiêu tiền? Từ này chúng ta có từ chưa. Chưa. Sau đó đến từ lượng từ. Chưa cộng lượng từ cộng danh từ. Điện tử chữ điển. Chưa bộ điện tử chữ điển bao nhiêu tiền? À, đua đua sảo tiền. À, tiền. Tiền đúng không? Bao nhiêu tiền? Đua sảo tiền. À, cái này mình chưa học tiếng Trung mình cũng biết nói đúng không? Ok, chưa bộ điện tử chữ điển đua 多少钱? 这部电子词典多少钱? À, bộ từ điển điện tử này bao nhiêu tiền nhá? À, đấy là từ điển điện tử. Em còn từ nào nhỉ? Ồ, nhiều lắm ấy, nhiều lắm ấy. Nghe rồi hoảng hốt đúng không? Hoảng hốt, à, chúng ta sẽ từ từ xem mà. Rồi, tiếp theo đó là từ điện não. À, cô giáo sẽ ghi cho các bạn hết một loạt luôn. Rồi. Từ số 7, điện não. Máy tính. Điện não, computer. Từ não là từ tiên vừa học rồi. Tiền não có bộ của Nguyệt đâu không? Bộ Nguyệt. Đây là bộ Nguyệt. Tiếp theo. Bộ thảo đó. Mọi người viết theo các nét nhé.
Rồi, điện não, máy tính. Thì các bạn có biết là lượng từ của từ máy tính là gì không? Đó là từ Thái. Thái. Viết tắt của từ lượng từ, đó là lượng từ của máy tính, của máy móc ấy. Của máy tính, dùng cho máy tính nhé. Dùng cho máy móc thiết bị. Máy tính, TV. Đó. Nào. Từ khẩu. Đây là bộ từ. Cái từ này cũng học rồi. Từ riêng tư. Khẩu cái miệng. Thái trong từ Thái Quan đó. Thái Quan là Đài Loan, Thái Đài mà. Đấy. Nào chúng ta nói là một cái máy tính. À, một cái máy tính là y thái tiên nọ. Ừ. Y thái tiên nọ, được chưa ạ? Một cái máy tính. Rồi, tôi muốn mua một cái máy tính. Tôi muốn mua của giao mại y thái tiên nọ. À, của giao mại y thái tiên nọ, tôi muốn mua một cái máy tính. Rồi, cái máy tính này bao nhiêu tiền? Chưa thái. Đúng không ạ? Chưa thái tiên não. Tua sả chén. Rồi. Chưa thái tiền nào tua sảo chén. Cái máy tính này bao nhiêu tiền? Đó nhá, tiền nào. Tiếp theo chúng ta sẽ có từ nghèm bao, xiang giao, bình quả. Từ số 8. Từ số 8. Nghiền. Nghiền bao. Bánh mì. Yo yo. Đây là bánh mì nè. Bánh mì. Rồi, mẹ. Bộ bào, bộ bào về. Đây là bộ bào về. Bao. Miễn bao. Miễn bao, được chưa ạ? Miễn bao này là bánh mì. Vậy các bạn có biết rằng là lượng từ là gì không? Thực ra miễn bao chúng ta có thể dùng lượng từ là từ cơ. Và trong bài thì người ta có ghi cho chúng ta là từ trục. À, vậy chúng ta phải dùng từ cơ, ví dụ
Cái bánh mì này chúng ta sẽ nói là trưa cửa cái bánh mì này. Trưa cửa miên bao. Ăn ngon không? Hảo chứ mà. Chưa cờ men bao hảo chi mà. À, cái mì này ngon không? À, thứ hai, chúng ta dùng một cái loại lượng từ nữa ngoài từ cơ, đó là từ chủ. À, bộ khẩu ở bên cạnh đúng không? Chủng. Chủng. Loại. Kiểu. Nó khác với từ cưa là cưa thì đơn thuần là chúng ta chỉ đơn thuần là chỉ cái đồ vật đấy thôi. Nhưng cái chủ chủng này là chúng ta sẽ nói ví dụ phân biệt loại bánh mì, ví dụ là loại bánh mì nào, bánh mì Việt Nam, bánh mì Trung Quốc, bánh mì Pháp, ví dụ thế. Còn không thì sẽ có là táo nào, loại táo nào, ví dụ là táo Mỹ, táo Việt hay là táo ABCD đấy. Thì cái kiểu từ chủng nó mang cái màu sắc như vậy nhé. Loại kiểu, ví dụ cô giáo nói là chưa chủ, chúng ta nói na đi, từ nãy là dùng từ chưa nhiều quá rồi. Na chủ. Na chủng, từ na cô giáo dạy rồi đúng không? Na chủng miên, miên bao. Na chủng miên bao. Đi. Na chủng miên bao. Tua sảo xế. À, loại bánh mì đó bao nhiêu tiền? Loại bánh mì đó bao nhiêu tiền? Đó, đấy là từ chủng nha. À, chỉ cho các bạn một vài cái loại bánh mì nào. Chúng ta nói qua một vài bánh mì. Ví dụ như chúng ta có bánh mì Việt Nam thì chúng ta sẽ gọi là, đây, có biết ở đây. Yue, yue. Đây không phải. Yue shi. Miên bao. Yue shi miên bao, bánh mì kiểu Việt, là bánh mì kiểu Việt Nam. Thứ hai chúng ta sẽ có Trung thị. Trung thị miên bao. Và bánh mì mà chúng ta thịnh hành nhất ở đây là bánh mì Pháp. Đấy là Phả thị. Phả thị miên bao. Phải chưa? Bánh mì Pháp. Bánh mì kiểu của Pháp ấy. Đó. Phả thị miên bao. Số 9. Bình quả. Táo. Chúng ta sẽ có táo gì đây? Bình quả. Thảo đầu. À, chỉ cây cối đúng không? Chỉ đấy, cây ấy. Tiếp theo là ping. Cảm giác như chúng ta học từ này rồi. Bình, trong bình an. Bình.
ra là của Điền. Tiếp theo là mọc cái cây, cái cây mọc ở trên vườn á, Điền vườn ruộng rồi. Nào tiếp theo là Pín của chúng ta sẽ nói là chúng ta sẽ có là mẩy của pín của. Mẩy của pín của. Táo Mỹ đúng không? Táo Trung Quốc sẽ là Trung Quốc Pín Quả. Trung Quốc Pín Quả là táo Trung Quốc. Được chưa? Rồi. Được rồi đúng không ạ? Mỹ Quốc Pín Quả, Trung Quốc Pín Quả. Chúng ta sẽ nói là loại táo này. Cái từ chủng lúc nãy các bạn dùng á, chúng ta cũng có thể dùng nữa để chỉ loại táo nhé. Chưa chủng táo Mỹ đi, chưa chủng Mỹ Quốc, chưa chủng Mỹ Quốc Pín Quả, hảo chứ mà, đúng không? Cái này Nhật mà Điền. Chưa chủng Mỹ Quốc Pín Quả hảo chứ mà. Cái táo Mỹ lại loại táo Mỹ này đúng không? Có ngon không? Chưa chủng Mỹ Quốc Pín Quả hảo chứ mà. Đó, loại táo Mỹ này có ngon không? Nhá. Loại táo Mỹ này có ngon không? Loại táo Mỹ này có ngon không? Được chưa? Đấy. Rồi, chưa chủng Pín Quả tua sảo chén. Loại táo này bao nhiêu tiền đúng không ạ? Rồi, thế ngoại từ cái từ chủng ra chúng ta còn có thể dùng cái từ này nữa. Từ số 10 đó là từ chim. Đây là một lượng từ, có nghĩa là cân. Các bạn nhớ cho tớ này. Y chim. Y chim của Trung Quốc thì sẽ là 500 gram Việt Nam. Được chưa? Lẻng chín. Sẽ bằng 1 ký. Và các bạn biết 1 ký là gì không? Người ta gọi là y cung chín. Rồi, y cung chín nhá. Lẻng chín bằng y cung chín. Của Trung Quốc thì là 500, mà của một chín của Đài Loan á, thì sẽ là 600 gram, 0,6, mình nhớ không nhầm là như vậy. Rồi, nào, chúng ta sẽ có câu gì đây? Chúng ta hỏi theo cách nói của người Trung thì sẽ là loại táo này bao nhiêu tiền một cân? Chưa chủng Pín Quả tua sảo chén y chín.
nhá. Rồi, trưa trồng phím của tua sảo chén y chín. Loại táo này bao nhiêu tiền một cân? Đấy, từ chín nhá, nhớ chưa? Y chín bằng 500 gram. Lẻng chín là 2 cân sẽ bằng 1 ký, 1 kg y cung chín. Rồi, tiếp nào. 11. Từ 11 đó là từ gì đây? Đó là từ xiang jiao nhá. Xiang jiao. Chuối à. Nào, xiang jiao bên dưới là, bên trên là bộ hòa, bên dưới là bộ thái dương, à bộ thái dương là bộ nhật đó. 1 2 3 4. Rồi, hòa là lúa này. Tiếp theo 1 2 3 4 nhật này, mặt trời. Xiang thơm không? Thơm, xiang là thơm mà đúng không? Jiao là bộ bộ thảo đầu, thảo mộc ấy, thảo đầu ấy, thảo này. Tiếp theo bộ truy này, con chim quy ngắn đúng không? Truy này à, truy này chứ, truy cái truy này à, truy này. Tiếp theo 4 chấm hỏa, bộ hỏa chưa? Treo, đây là đầu tiên là bộ thảo đầu, đó là với cây. Tiếp theo cái âm nọc của nó đúng không? Đốt lên màu vàng vàng ấy. Cái treo này của nó là cái màu bên dưới của nó, nguyên của nó là cái màu kiểu như màu giám giám, giống như kiểu đường của mình, đường trắng, và mình đưa vào trong cái chảo mình rang nó lên ấy, nên nó biến thành cái màu đấy, màu giám giám. Ok, xiang treo nào, xiang treo nào. Xiang treo chúng ta có thể dùng với lượng từ gì? Một, các bạn dùng một cân nhá. Cân đó là cũng có thể là y chín. Y chín xiang jiao. Tua sảo chén. Y chín xiang jiao tua sảo chén nhá. Một cân chuối bao nhiêu tiền? Y chín xiang jiao tua sảo chén. Rồi loại, chúng ta phải dùng được loại nhá. Tại vì nó là các loại cây mà. Chuối thì cũng có chuối Trung, chuối Việt, chuối Cuba, phải không ạ? Na trùng xiang jiao, na trùng xiang jiao. Na trùng xiang jiao. Hào chư mà. Ồ, hôm nay học cái từ hào chư này là nhắc đi nhắc lại nhỉ. À, na chủng xiang jiao hào chư mà. Cái loại chuối đó có ngon không? Loại chuối đó có ngon không? Loại chuối đó có ngon không? 那种香蕉好吃吗? Được chưa? Lượng từ của từ chuối chúng ta có thể dùng với từ nải. Nải, nải chuối, một nải chuối. Chúng ta sẽ dùng được với lượng từ chuan. Chuan, chuỗi nhé. Đây là một lượng từ. Nải, chuỗi. Y chuan xiang jiao. Đúng ạ? Một nải chuối. Y chuan xiang jiao.
ngoài chuối nhá. Wow, nhiều phết nhỏ. Nhiều không? Kinh 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 kinh. Yichuan xiang jiao, yichuan. Cố hiểu thành ý, thành y. Yichuan xiang jiao, một nải chuối, đấy là từ chuối phong nha. Được chưa? Ừ. Từ 11 rồi, nhiều quá, nhiều quá. À, bây giờ sang cái từ này, sang cái liên quan đến tiền này. 12. Ý cùng. Đây là một phó từ, nghĩa là tổng cộng. Tổng cộng này là tổng cộng bao nhiêu tiền ấy, hay hỏi vậy ấy, tổng cộng là bao nhiêu ấy nhá. Ý cùng. Cung, cung 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 cộng đúng không? À, cùng, ý cùng, được chưa ạ? À, ý cùng bao nhiêu tiền? Đó, thì các bạn chỉ cần nói con số ra được. Ý cùng bao nhiêu tiền? Tổng cộng bao nhiêu tiền? Thì khi câu trả lời cái này chúng ta hay có câu trả lời với các con số. Đưa con số ra, ý cung cộng với số, cộng với con số. Đó, ra ý cung cộng với con số. Ví dụ ý cung 400. Ý cung 400 là 400. À, ý cung 400. Ý cung sư bại, tổng cộng 400 nhá. Đây là cái từ ý cung. Từ số 13. Lại thêm một từ nữa. Ý dô, ý dô. Từ số 13 của chúng ta đó là từ trai. Đây là một phó từ lại một lần nữa, đúng không? Lại một lần nữa. Chưa xảy ra nhá. Lại nhưng mà chưa xảy ra đâu. Ok, thêm ấy, có thể dịch là thêm nữa. Trai. Ok, sai. Nó sẽ đứng trước động từ. Thêm cái gì? Ví dụ trong bài thì thường nó là mua thêm ấy, thì chúng ta là sai mãi. Sai mãi. 2 斤. Sai mãi 2 斤. Bình quả. Rồi, trải mãi 2 斤 bình quả. Lại mua thêm. Mua thêm đúng không? Trải mãi lại mua thêm một cung chin, một ký, 1 kg. Hoặc là 2 cân theo kiểu dịch, theo kiểu tiếng Trung. 2 斤 một kg táo đúng không? 1 kg táo. Được chưa? Trải mãi 2 斤 bình quả. Rồi. Lại ăn một một quả dưa hấu. To thế. Trải khát. Ủa mà xua trải khát đi. Không mua không ăn nữa. Ăn nhiều quá. Ăn nhiều có béo. Ok.
Zai khan. Nhớ, zai khan. Lại xem. Zai khan y bản su. Chưa? À, lại xem thêm. Được, lại xem thêm. Một quyển sách nữa. Được chưa? Lại xem thêm một quyển sách nữa. Zai khan y bản su. Đấy. Dễ đúng không? Dễ mà. Dễ mà. Ok. Từ chén chúng ta học từ bài trước nhỉ? Thế chúng ta sẽ xem mà cô giáo nhắc lại một lần nữa về từ chén. Sau đó chúng ta sẽ đưa các loại chén ở của Trung Quốc vào. Chén. Tiền. Nào. Tiền của Trung Quốc chúng ta sẽ phân làm mấy loại như sau. Thường thì người ta, cô sẽ phân cho các bạn đó là văn viết. Và chúng ta sẽ có văn nói. À, khẩu ngữ đấy. Bình thường chúng ta sẽ dùng văn viết. Yuan. Cô viết lại nhé. Chúng ta nhìn cho kỹ này. Nang. Yuan. Tiếp theo. Ừ, cô sang bên này, chúng ta xem đã. Rồi, chảo. Móc lên, sorry các bạn, móc lên. Viết nhanh là sẽ bỏ qua đấy, chảo. Nào, sang đây, văn viết, văn nói, bây giờ thì văn nói đây. Yuan chảo, được chưa? Văn nói, tương đương với văn nói. Và tương đương với từ yuan thì sẽ là từ khoai. Tương đương với văn từ khoai. Khoai. Cả hai cái này chúng ta đều dịch đó là đồng. Và hai cái này nó đều là lượng từ hết. Lượng từ của từ tiền đó. Đồng. Đó. Đều là đồng. Chảo chúng ta sẽ có. Máu. Chảo máu trong trường hợp này cũng là lượng từ luôn. Lượng từ luôn, viết tắt là mờ. Và nghĩa là hào. Và giữa hai cái này, giữa hai cái này có một cái điểm chung, đó là từ này. Là từ phân, nó cũng là lượng từ, chúng ta sẽ dịch đó là xu. Đây là một cái con số đã nhỏ nhất rồi, tại vì Trung Quốc bây giờ đều dùng quét mã QR ấy, cái này là nó xảo. Hiện tại Trung Quốc chu phu phương thức đều sử dụng xảo vệ tinh hoặc là chu phu bảo, vậy thì họ rất ít người đeo tiền tiên tiến. Bây giờ thì người Trung Quốc họ, cái phương thức thanh toán của họ đa phần đều là dùng quét mã quét mã QR của WeChat và Alipay. Vì vậy mà họ rất ít cầm tiền mặt nha mọi người. Được chưa? Đấy. Nào, yuan, khoai, chảo, máu. Được chưa? Đấy, các bạn nhìn nhé, đều là lượng từ hết. Yuan ở trong văn viết thì các bạn sẽ thấy là trong các cái giá hàng ấy, các loại giá hàng ở siêu thị, hay tóm lại là các bảng giá hàng, người ta sẽ dùng từ yuan. Tại vì nó chính quy, nói thẳng là chính quy. Còn các bạn nói chuyện thì các bạn nói khoai. Và cũng có thể nói yuan được nhé, bởi vì theo nghĩa hiểu mà, đúng không? Nhưng nói nhiều thì dùng từ khoai. Mà viết thì chắc chắn dùng yuan luôn. Cứ viết thành một cái gì đó chính quy dùng yuan hoặc chảo. Còn nói thì các bạn dùng khoai với máu là ok nhất rồi. Ok nhá. Thế cô nói là
Xem nào, chúng ta thử nói là một đồng thì bằng bao nhiêu nhỉ? Một đồng 10 hào không? Rồi. Nào, một đồng 10 hào của lão xem. Quả mình dỗ sợ mà. Một đồng bằng 10 hào là y yuan bằng 10 giảo. Còn nếu nói thì là y khoai bằng 10 mào, đúng chưa? Và y giảo bằng 10 phân, 1 hào thì bằng 10 xu, được chưa ạ? Rồi ngược lại, nào bây giờ mời các bạn đọc các con số này của cô giáo. Ví dụ con số này đọc như nào đây? 0,02. Chúng ta sẽ đọc là 0,02, chúng ta sẽ là có ơ gì? Ơ phân. À, 0,2. Mọi người ghi vào nhé, về nhà làm được. Thì sẽ là lẻng gì đây? Lẻng máu. Chưa? Lẻng máu. 2.2. Ở đây 0,22 sẽ là lẻng, lẻng máu, rô phân. Chưa? Lẻng máu, rô phân. Rồi 2.2. sẽ là lẻng, lẻng khoai gì đây? Lẻng khoai ơ gì? Ơ máu. Có thể tồn, có thể đẻ, có thể không nhá. Rồi tiếp theo đó là 2,22 sẽ là, đọc thì sẽ là lẻng khoai ơ máu ơ phân. Phân để lại đúng không? Có thể có không phải không? Đó, lẻng khoai ơ máu ơ, được chưa? Nhá. Rồi, đấy. Đây là quá là dễ cho mọi người rồi. À, bây giờ chúng ta sẽ sang từ 15. 15 thì thực ra là chúng ta sẽ học mấy cái con số hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn chẳng hạn. Nào, chúng ta có từ bảy. Bảy, số thứ tự, số đúng không? Số trăm. Nào, 100 y bảy. 100 y bảy, 101 y bảy, 01 101 101 102 sẽ là y bảy, 02 y bảy, 03 y bảy, 04 còn 109 sẽ là y bảy, 09. Vậy 110 thì sẽ là y bảy, mọi người nhớ cái mốc y bảy, y sứ, y bảy y sứ. Đó chính là 110, bây giờ là 110 nè. Vậy thì 111 thì sẽ là y bảy y sứ y. Vậy 112 là y bảy y sứ ơ, và các bạn cứ đọc đến 119. 119 là y bảy y sứ chiểu. 120 bây giờ thay y vào thì nhỉ? Y bảy ơ sứ nhá. Vậy cứ thế mà làm thôi. Kéo đến 999 là chiếu bảy chiếu sứ chiểu. Ok, chiếu bảy chiếu sứ chiểu. Vậy thì cần có con số ngàn rồi. Chiên. Đây là số ngàn, ngàn nghìn ấy. Y chiên. Y
1000, 1000. Nào, 1000, 1000 rồi thì nữa nhỉ? 1001. 1000 零一，一千零一，啊，một không không một, à, một nghìn không trăm mười sẽ là 1000, 零一十. Vậy cứ thế mà đẻ lên thôi như mình nhá, đẻ lên nghèo kinh quá. Chúng ta cứ thế mà làm lên thôi nhá. 11 nữa là 1011 thì là 1011. Vị như cái kia thôi, kéo hết thôi là được. 1010 rồi. Được chưa? Đấy, vậy mọi người kéo lên hết thôi. Rồi đến 1020 là 1020, 1100 thì là 1100, 1101 thì là 1101. 1110 thì sẽ là 1110. Vậy thôi nhá. À, từ số 17. À, các con số này luôn khiến đầu óc chúng ta trở nên loạn tìm mù, nên các bạn phải thật là cẩn thận nhá. Mọi người có thể từ từ thật là chậm rãi. À, 17. 1. Chúng ta đọc là vạn nhé. Các bạn nhớ cô giáo, một vạn bằng 10000. Rồi, nhớ cái này không bị quên nhầm đấy. Ý vạn tổng ý 10000, một vạn bằng 10000. Không bị nhầm bây giờ. Rồi, xem nào. Một vạn 001 thì sẽ là 1001 đó, đấy. 1001. Ý hoàn lính y. Nào, 2 vạn mà 2 rồi 2 vạn, được chưa? 2万零三百. À, 2万零三百. Ý, biết này là có tí lộn xộn này. À, 2000 đây, đó là như thế này đó, thấy chưa? Rồi nhớ này, thế bây giờ có số này rồi, bây giờ tính theo tiền Việt Nam mình nói nhỉ, 100.000 của mình là bao nhiêu? Chen bỏ nhá, cái gì này? Rồi, nào, thế 100.000, 100, vừa lúc đấy là 10.000 bằng 1 vạn. Vậy thì 10 vạn sẽ là 100.000 đúng không? Nào, 10 vạn. Là 100.000 nhá. Nhân 10 lên thôi. 100.000. Thế 1 triệu sẽ là 100.000. Cô gái đi 1 triệu. 10 triệu sẽ là 1000 vạn. Rồi, tiền lương một tháng của mình là bao nhiêu nhỉ? Tiền lương của tớ một tháng là 10 triệu chẳng hạn. Vậy thì là của công sư ý cơ yuê sư 1000 vạn, 10 triệu. Lương một tháng của tôi là 10 triệu. Đấy, vậy là các con số chúng ta đã được học xong hết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thêm một vài từ bổ sung cho các bạn nhé.
À, bây giờ chúng ta sẽ sang một vài từ khác cô giáo bổ sung thêm cho các bạn ở bên ngoài nhé. Mọi người nhớ về học ấy, bài này hơi bị nhiều một chút xíu. À, từ bổ sung, đầu tiên từ bổ sung mà cô giáo muốn dạy các bạn đó là các loại tiền. À, đối với các loại tiền thì thực ra thì cô cũng chỉ dạy các bạn ít ít thôi để chúng ta có thể biết thêm. Từ thứ nhất đó là USD, đúng không? USD là gì nhỉ? Tiền đô la Mỹ đúng không? Chúng ta có từ mẩy yuan. Mẩy yuan USD, à, mẩy yuan, được chưa ạ? Từ thứ hai của chúng ta đó là từ rấn mín bì, à, rấn mín bì. Đây, nhân dân tệ đúng không? Nhân dân tệ đúng không? Nhân dân tệ. Cách viết tắt ở trong cái công ước thế giới của người ta thì hình như người ta viết là như này, RMB, đúng không ạ? RMB, rồi. Từ thứ ba tất nhiên là tiền Việt Nam rồi, sẽ là gì nhỉ? Yuan. À, Việt Nam của mình là yuan. Và yuan án tuần, à, yuan án tuần. Yuan án tuần hoặc là yuan tuần đều được nhá. À, chúng ta có từ yuan án tuần. Đó, đấy là VND. VND, VND là VND, đi đi. Em đi đi hả? VND, rồi ok nhá. Đó, à, mấy loại tiền này chúng ta cần chú ý. Thế thôi, ba loại tiền chúng ta hay dùng. Còn những cái tiền khác thì chúng ta sẽ từ từ học sau, được không ạ? Ừ. Từ tiếp theo đó là từ về các loại, đây là tiền này. Từ tiếp theo đó là về các loại vật dụng, đúng không? Từ xu bạn học rồi, chúng ta sẽ có là sổ chi. Cô giáo sẽ viết luôn cho các bạn là lượng từ của từ sổ chi là gì nhá. Chúng ta sẽ có ý cơ sổ chi. Rồi, ý cơ sổ chi. Hoặc là ý bù sổ chi. Được chưa? Bù. Được chưa? Ý cơ sổ chi hoặc là ý bù sổ chi. Cơ sổ chi là chỉ có một cái điện thoại thôi, nhưng mà pu là bao gồm mấy cái giống như kiểu cả một bộ của nó đấy, cả một bộ của nó, nên từ này từ sổ chi. Đó, di động, được chưa? Di động. Rồi, tiếp theo. Từ thứ hai đó là từ cafe, cafe học rồi mà nhỉ? Từ số 5, từ số 5 đó là từ cafe học rồi thì chúng ta có từ níu nải. Níu nải của chúng ta thì thường là sữa bò. Chúng ta có từ sữa. Sữa bò này thì các bạn có thể dùng từ gì đây? Sữa bò chúng ta có thể dùng từ khứ hoặc là từ lượng từ của từ này. Lượng từ của từ này chúng ta có thể học với từ gì nhỉ? Từ pay đi. Uống một cốc sữa bò nóng. Pay cốc. Đấy. Hai đó là từ khứa. Khứa hộp. Ba đó là từ tài. Túi. Đó, đây là ba cái lượng từ mà chúng ta có nó hay dùng nhá. Từ số 6. Từ số 6 của chúng ta đó là từ pí chiểu. Bia. Bia thì chúng ta hay dùng với cốc này. Rồi, cốc đây nhá, níu nải cũng cốc, bia cũng cốc, bay, bay xem nào. Bay có bia, bia Hải Phòng á. Bia Hải Phòng, y bay pí chiểu. À, rồi piếng. Cô giáo viết lại. Piếng.
chai, một chai bia, chai lọ đấy, chai lọ bình. Đó. Từ số 7 xem từ gì? Khoảng chuyển sủy. Khoảng chuyển sủy của chúng ta là gì nhỉ? Nước là vì đó, nước khoáng. À, nước khoáng. Nước khoáng, lượng từ của nó chúng ta hay dùng cũng là dùng từ khiếng. Rồi, từ số 8. Khở lửa, cũng khiếng luôn. Khở lửa là gì nhỉ nhỉ? Coca nhá, coca đó. À, lượng từ của nó chúng ta cũng dùng từ khiếng nhá. Khiếng cũng khiếng luôn. Chai, một chai coca. Tiếp theo đó là từ... Này cô giáo này đi. Từ số 9. Đồ ăn không thể thiếu. Chảo mấy. Chảo. À, mọi người đọc cẩn thận nhé. Chảo mấy. Dâu tây. Cái này thì chúng ta sẽ dùng bằng lượng từ là gì nhỉ? Chín, cung chín đúng không? Chín hoặc cung chín. Đó, chín hoặc cung chín. Xi qua. Mười là xi qua. Xi. Xi qua. Tây qua, tây qua. À, dưa hấu. Ừ, dưa hấu ăn mùa này là hơi bị ngon đó. Hơi bị nhiều nước đó đúng không? Chúng ta có thể dùng với từ chín. Chúng ta cũng có thể dùng với từ cung chín. Tính theo cân đúng không? Và chúng ta cũng dùng được với từ cưa. Cưa tương đương với một quả luôn nhé. Nào, chúy dự. 11. Biến nó xuống một chút xíu. 11. Quýt. Được chưa? Chúy dự quýt. Nào, chúy dự quýt thì chúng ta dùng với lượng từ gì? Quýt này thì vẫn dùng với chín thôi. Cũng dùng chín với cung chín nha. Đó. Đấy là toàn bộ tất cả các cái từ vựng của ngày hôm nay mà chúng ta được học nhé. Khi đi mua đồ, các bạn đối với cô giáo, chúng ta có mấy cách hỏi về như sau. Tổng kết vào. Đầu tiên đó là câu hỏi bạn mua gì. Thì bạn mua, bạn muốn mua gì hay rồi thì chúng ta hay nói là gì nhỉ? Yao mải shenme? Đúng không? Đây là câu hỏi hay được hỏi. Đó là bạn muốn mua gì? Câu số 2 chúng ta hay hỏi cho cái cân nặng của nó chẳng phải. Ví dụ như nào đây? Ví dụ như cô giáo luôn này. Yi jin ping guo. 1 cân táo bao nhiêu tiền? Đây là hỏi giá tiền. Tuo shao qian? Cách thứ 2. Ping guo. Tuo shao qian? Yi jin. Hoặc là ping guo. Zenme mai? Đây là các cái cách người ta hỏi về việc hỏi giá của cái đồ mà chúng ta muốn mua. Và thứ ba đó là về giá tiền. Mọi người ơi, tiền thì cứ nhớ cách đọc như cô giáo, đó là gì nhỉ? Văn viết. Văn viết thì dùng là yuan và chiao. Văn nói chúng ta dùng gì?
chúng ta nói máu. Và à, quên, vẫn nói là khoai và máu nhá, chú ý cho cô nhá. Đó, thứ tư đó là từ ý cung. Ý cung thì cộng với con số là được bao nhiêu tiền á. Số 5 của chúng ta đó là từ chai, cộng với bấp lại thêm cái gì đó, vậy thôi. À, đây là cô tổng kết lại toàn bộ các cái kiến thức của ngày hôm nay, và cái liên quan đến con số như chia bài chiên quen trăm ngàn bạn thì các bạn về nhà các bạn xem kỹ lại cho cô giáo. Rồi, bài hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc nha. Có gì thì các bạn có vấn đề gì thì các bạn sẽ comment cho cô giáo, và chúng hẹn gặp lại các bạn vào buổi sau. Bye bye, chia chiên.